ăn kẹo sâm bổ cho đàn ông. Công dụng của nó là ai ăn vào sẽ to, sẽ khỏe, sẽ lâu, sẽ dai. Và hôm nay chúng ta sẽ bật trần sự thật của kẹo sâm Hammer. Nó phải là một món tốt trong việc chữa trị thiếu sinh lý nam hay không? Hay là lại đúng. Đây là sự thật về kẹo sâm cải thiện sinh lý nam mà các dược sĩ online hay nhắc tới. Ai đang muốn cải thiện sinh lý có lẽ cũng đã từng thấy cái quảng cáo tuyên bố rằng là kẹo sâm Hammer là một trong các giải pháp hữu hiệu. Có người xài có tác dụng, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người sử dụng xong lại chê không có hiệu quả và lại có nhiều tác dụng kỳ lạ xuất hiện. Hãy bắt đầu bằng cách là hiểu kẹo Hammer là cái gì. Sản phẩm này chứa cinnamoreum, cây tỏa dương và nhân sâm, là một loại thảo dược phổ biến được biết đến với cái công dụng là tăng cường khí thế cho đàn ông. Mặc dù là cả hai thành phần này được sử dụng xưa nay vì lợi ích khỏe của chúng, nhưng có lẽ là không thể hiệu quả ngay lập tức được, mà chúng ta cũng cần phải kiểm tra các bằng chứng khoa học để xác định hiệu quả thực tế của chúng. Điều cần thiết là phải chẩn đoán được cho ra cái thể bệnh của mình là gì, nguyên nhân gốc rễ và có thể các yếu tố tâm lý ảnh hưởng như thế nào. Cái phương pháp điều trị phổ biến nhất là phải kết hợp nhiều yếu tố như là thay đổi lối sống ha, hay là trị liệu hoặc là thuốc men, và phải theo dõi sát liều lượng mới được, hoặc thậm chí là đôi lúc chúng ta cần phải can thiệp luôn. Vậy thì kẹo sâm hay tất cả các món kẹo khác, các thuốc khác thì nằm đâu trong bức tranh lớn này? Cho tới nay chúng ta vẫn thiếu bằng chứng khoa học hỗ trợ hiệu quả của kẹo Hammer trong việc điều trị các vấn đề sinh lý cho nam. Đã vậy thì có những lo ngại về sự an toàn và kiểm soát chất lượng của kẹo nhân sâm Hammer. Một số báo cáo đã tìm thấy là các loại chất giống như thuốc theo toa bác sĩ kê cho bệnh nhân rất là nguy hiểm nếu mà dùng không biết liều lượng. Cụ thể có một thông tin rất đáng báo động đã được thực hiện trong một cái số mẫu kẹo Hammer ginseng, đó là chúng ta ghi nhận sự hiện diện của một cái chất được gọi là tadalafil, là một chất tương tự như tadalafil, là cái hoạt chất trong thuốc rối loạn cương dương là Cialis bác sĩ hay kê cho bệnh nhân đó. Thành phần đưa vào trong thì không có kiểm soát, không có tiết lộ cho người dùng, cũng không biết rõ cái liều lượng ra sao. Việc đưa tadalafil vào kẹo Hammer ginseng có thể dẫn đến cái tác dụng phụ có hại và tương tác nguy hiểm với các loại thuốc khác, chẳng hạn như là những cái người đàn ông mà dùng nitrat để trị bệnh tim, hoặc là dùng cái chất kích thích nào đó kèm thêm kẹo sâm thì nguy cơ là gây huyết áp thấp đến mức nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình, chứ không phải đùa đâu. Như vậy có lẽ là vì thiếu một chứng khoa học hỗ trợ và sự hiện diện của chất là tadalafil nên không nên dựa vào sản phẩm này để cải thiện sinh lý nam. Thay vào đó là hãy tham khảo ý kiến với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình để mình xác định được cái phương pháp điều trị phù hợp và an toàn nhất. Hãy nhớ rằng không phải chỉ riêng kẹo này mà các sản phẩm bí truyền khác nhau trên thị trường bày bán hứa hẹn với các dược sĩ online cũng không ổn cho sức khỏe của bạn về lâu dài. Thay vào đó thì chúng ta phải luôn dựa vào những cái phương pháp điều trị có bằng chứng, có tham khảo ý kiến với chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước đã. Tôi xin hy vọng là bạn thấy video ngày hôm nay mở mang được nhiều điều. Nếu bạn thích thì hãy đảm bảo like và đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng xem nhé. Sẽ còn nhiều nội dung huyền bí khác nữa bác sĩ sẽ bóc trần cho mọi người xem. Số tiếp theo bác sĩ sẽ nói về vấn đề thời gian, là có phải là càng lâu thì càng ngon không? Nhớ đón xem nhé. Bác sĩ Phong và Sài Gòn Medicine hân hạnh chào và hẹn gặp lại.